Xin chào các bác đam mê chăn nuôi dê. Thì hôm nay hai anh em mình lại cho dê ăn bằng cái lá mứt tây này. Đó, cái này là lá mứt này thì dinh dưỡng rất là cao. Đó, nó thích hợp cho những con dê mà dê nái dắt đang dẫn con á, thì cung cấp sữa nó rất tốt cho cái cho dê có kích sữa nhiều này, để cho con dê con nó bú này. Thì hôm nay anh em mình tay cái mứt này cho nó ăn. Đó. Thì thường thì dê đa số có một số anh em hỏi tại sao đợt này dê cái nó hay bị mất sữa và đẻ ra nhiều con nó dứt sữa rất là ít. Sữa cũng không có mấy và nuôi con thì con nó không bú được sữa thì nó sẽ đói và là kêu và để thời gian thì nó sẽ chết. Thì nguyên nhân là do cái dinh dưỡng mà. Dinh dưỡng nhất là quan trọng cho cái con dê. Có một số thì bị viêm vú thì nó có phần là nó một số dê là ít thôi, còn chủ yếu là cái nguồn dinh dưỡng á, nó rất là nó quyết định 99% đến cái tạo sữa cho con dê. Lúc khi mà nó đẻ xong thì nó cái dinh dưỡng nó rất là quan trọng cho con dê. Đó, thì cái nhu cầu dinh dưỡng này rất cần thiết cho con dê. Đặc biệt là cái con dê lúc thời kỳ mang thai á, thì chút lúc mà thời kỳ mang thai thì chúng ta cần phải cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho con dê để khi lúc mà nó sanh thì nó sẽ có sữa. Nếu trong thời kỳ mang thai mà chúng ta không đảm bảo đủ dinh dưỡng thì nó đẻ ra thì con dê mẹ nó rất là ít sữa và không đủ sữa để nuôi con, dẫn đến con còi cọc và một số thì không bú được và sẽ dẫn đến chết. Thì chúng mà một phần một số nguyên nhân này có thể là do cái gen con dê mẹ nữa. Con dê mẹ chúng ta phải lựa chọn những con dê nó có bầu vú to thì sữa nó mới nhiều được. Thì cái lá mứt này là độ dinh dưỡng nó rất là cao. Chúng ta có, nếu mà chúng ta không có lá thì chúng ta cần phải cung cấp thêm cám. Tức trong thời kỳ mang thai chúng ta phải cung cấp cám để cho con dê nó chuyển chất, để con dê nó phát triển. Thì cái thời kỳ mang thai thì chúng ta sẽ cần cám dê, chúng ta không cần ăn lại những loại cám khác. Cám dê thì thường thì nó làm bằng những cây bắp.